là xoài chín cây ở bên nhà chồng con á, con đem qua cho ba ăn ít. Vậy hả? Dạ. Có trái nào hồm hồm không con? Vì con còn thèm chua. Hai đứa nhỏ sẽ bằng tuổi nhau đó ba. Có làm sao đâu, ba thấy bình thường mà. Người ta cười cho chứ bình thường cái gì ba. Ui, ai cười? Được rồi. Xoài này là của con, đem qua biếu ba, ba nhớ ăn nha. Ba nói rồi, cái này á ba để dành cho dì con, mà ba với dì con ai ăn cũng được. Sao con cứ hạch quẹ hoài vậy? Con chỉ lo cho người nhà thôi, chứ đâu có hơi sức lo cho người ngoài. Nè, con đừng có nói như vậy nghe chưa. Dì con mà nghe được buồn thì sao? Đứa con trong bụng của dì con á là con của ba, mà là con của ba là em của con. Thôi thôi thôi, con không muốn nói về chuyện này nữa đâu. Hôm nay con qua đây con có chuyện muốn nói với ba. Chuyện gì nữa đây? Vợ chồng con quyết định là dọn lên thành phố sống. Cái gì? Ba cũng biết đó, chồng con làm ở thành phố, cứ chạy đi chạy về hoài cũng bất tiện. Con nói vậy cũng đúng. Lên trên thành phố có điều kiện, con cái của con học hành sẽ tốt hơn. Nhưng mà ba có một thân một mình ở đây, con không an tâm. Có gì đâu mà con không yên tâm. Ở nhà có gì lo cho ba. Nhưng mà con vẫn không yên tâm. Ba phải ở gần con, để có gì đó, con chạy qua chạy lại cho tiện. Kìa em, sao vậy? Đã nói mệt á thì ở trong phòng nghỉ ngơi đi, ra đi làm chi? Thì em khó ngủ, ngủ không có được. Em nghe tiếng chi cho nên em xuống. Vậy em ngồi xuống đi. Chi tới lâu chưa? Con Chi nó qua đây á để tạm biệt vợ chồng mình. Gia đình của nó sắp chuyển lên thành phố sinh sống. Khi nào thì Chi đi? Dì qua, tôi nhờ dì ở đây chăm sóc ba tôi giùm nha. Thôi được rồi. Còn con nữa, hai vợ chồng lên thành phố sinh sống á, phải lo chăm sóc cho mấy đứa nhỏ đàng hoàng nghe chưa. Thôi vô phòng nghỉ ngơi đi em. Em mệt rồi. Em ngồi đây. Thôi được rồi, để em đưa em vô phòng nghỉ ngơi. Từ từ. Em đi vô được rồi. Anh cứ nghe lời anh, đi vô phòng nghỉ ha. À, anh dẫn em vô. Má tôi mất sớm, bà ở dậy nuôi tôi cho tới khi tôi lập gia đình đàng hoàng. Tôi về sống bên nhà chồng, hạnh phúc cùng chồng con, để ba một mình đơn côi. Chắc vì vậy mà ông mới đi thêm một bước nữa với người phụ nữ chỉ lớn hơn tôi 10 tuổi. Tôi không đồng ý, nhưng ba tôi nhất định cưới bằng được người phụ nữ ấy. Điều này khiến tôi giận ba và ghét người tôi phải gọi là dì Hoa vô cùng. Ít lâu sau, tôi sinh đứa con thứ hai là một bé trai bụ bẩm. Dì Hoa cũng sinh một đứa trai, nhưng èo ụt, khó nuôi. Có lẽ ba tôi đã lớn tuổi, trong khi dì Hoa cũng đâu có mạnh khỏe. Thời gian trôi nhanh như gió, chẳng mấy chốc thằng con sau của tôi cũng đã vào đại học. Ôi trời ơi, văn tùm lum hết cho cái thằng này. Thôi, má, ai gọi má vậy? Ủa, cậu Hải nè. Alo, con nghe cậu. Alo, anh Long hả con? Dạ. Có má ở đó không con? Dạ có. Đưa điện thoại cho má để cậu Hải nói chuyện với. Dạ. Má, cậu Hải nè. Chị Hai ơi, chị Hai. Em, Hải nè chị Hai. Chị Hai, em đang ở bến xe nè chị Hai. Lên đây làm gì? Dạ, em lên đây có việc. Chị Hai cho em ở tạm vài hôm nha chị Hai. Chị Hai ơi, chị Hai cho em xin địa chỉ nhà chị Hai đi. Em không biết đường đi. Má ừ đi, con đi đón cậu cho. Chở bánh xe đi, thằng Long nó ra đón. Dạ, em cảm ơn chị Hai. Ghê. Má nói kì vậy? Là em của má đó, là cậu Hải của con đó. Không gặp thường, còn thua người dưng. Rồi má nhà đi, con ra bánh xe đón cậu á nha. Trời mưa gió, đi đường cẩn thận đó. Dạ, tức rồi. Tình
Hải là đứa kiệm lời và có vẻ biết thân phận. Tôi không hỏi chuyện ở quê, nó cũng không nói. Giữa tôi và nó có một khoảng cách khó thu ngắn. À, má, má uống nước nha má. Cậu uống nước nha cậu. Lên đây chi vậy? Dạ, em lên đây kiếm việc làm. Với lại em tính ở đây vì học vì làm luôn. Lên đây đi làm, ai lo cho ba ở dưới? Má nào giờ ở dưới quê lo cho ba mà. Chị Hai yên tâm nha. Chị Hai, chị Hai cho em ở tạm vài hôm nha chị Hai. Đúng rồi má, cho cô Hải chung với con đi. Anh Hai đi du học rồi, phòng anh Hai á, má đợi cậu Hải ở đi. Đi, đi với con. Đi đi. Cậu còn lo mà, đi đi. Lạ là thằng Long đã thích thằng cậu nhỏ hơn mình vài tháng tuổi này. Hai cậu cháu khá thân nhau, có lẽ vì đồng trang lứa. Hải là đứa chịu khó, biết cách sống lắm. Khi ở trong nhà tôi, Hải tự giác dọn dẹp những thứ Long bày bừa. Nó sửa chữa những thứ hỏng hóc trong nhà, việc mà thằng Long chưa bao giờ đụng tới. Rảnh rỗi, nó mượn sách Anh văn của thằng Long tự học. Sự siêng năng của Hải khiến Long cũng tự giác hơn trong sinh hoạt. Tôi không phải nhắc nhở nó nhiều như trước nữa. Con, làm gì mà mặt mày ủ dột vậy? Dạ, con nghĩ tới cậu Hải má. Không phải là kiếm được việc làm rồi hả? Mà má biết cậu làm gì không? Học hành không tới đâu, thì chắc là xin mấy công việc làm lao động chân tay thôi chứ gì. Má nói sao chứ, cậu Hải từng đậu đại học chứ bộ, mà điểm cao luôn đó. Má nói vậy là con tin hả? Tiệt mà, cậu có đưa cho con tờ giấy xác nhận nữa mà, điểm cao lắm luôn. Con á, thì con chỉ thấy tội nghiệp cậu Hải thôi. Con thì sướng vậy nè, còn cậu thì khổ quá. Má ráng giúp cậu Hải được thì giúp cho ông ngoại đỡ lo nha má. Bữa nay có lương rồi đó, mày tính làm gì? Dẫn về đi chơi. Dạ không, em gửi tiền về cho má. Thằng, có hiếu gì ta? Để má còn lo cho ba em nữa anh. Giỏi. Thôi lại đi, mình còn dọn một dàn ghế phía trước nữa kìa. Ok. Em có chút quà muốn biếu chị Hai. Em mua nó bằng tháng lương đầu tiên của em đó. Khổ ghê vậy đó. Lương tháng có bao nhiêu đâu, bày đặt nữa. Em cảm ơn chị Hai, thời gian qua đã cho em ở tạm. Lúc mà em chưa có việc làm, bây giờ em có việc làm rồi. Em xin phép chị Hai cho em ra ở riêng nha. Ủa, cậu? Sao tự nhiên đang ở riêng rồi sao? Cậu phải ra ở riêng, bởi vì nó thuận tiện cho công việc của cậu nữa. Có định về thăm ba không? Dạ không, em chỉ gửi thuốc về cho ba thôi chị Hai. Ủa, ba bệnh cái gì mà em phải gửi thuốc? Ba bị cao huyết áp với lại bệnh tiểu đường, mỗi ngày ba phải đều uống thuốc đó chị. Cái này chị biết mà, tháng nào chị cũng gửi tiền về cho ba mua thuốc hết. Cái này là em mua thuốc bổ cho ba. Má nói với em á, là dù má có cực khổ cỡ nào, má cũng sẽ chăm sóc cho ba, bởi vì má đã hứa với chị rồi. Tôi nhờ gì ở đây chăm sóc ba tôi giùm nha. Tôi luôn coi thường dì qua, nhưng rõ ràng dì không tầm thường như tôi nghĩ. Bằng chứng là Hải, nó được dạy dỗ cẩn thận, từ lời ăn tiếng nói tới nếp sinh hoạt cách đối nhân xử thế. Bà tôi có phước lắm mới có người vợ kế và đứa con trai như vậy ở tuổi xế chiều. Chỉ có tôi là tệ, lâu nay bỏ mặc ba mình, cứ nghĩ mỗi tháng gửi về một món tiền là tròn bổn phận làm con. Thôi, em xin phép chị Hai cho em lên dọn đồ qua phòng trọ. Những lời nói của Hải làm cho tôi thức tỉnh. Tháng lương đầu ít ỏi của nó cũng dành dụm lo cho ba. Nó gửi cả tình yêu thương chắc chiêu của đứa con dành cho ba mình, chứ không như tôi chỉ xem việc gửi tiền là một công việc khô khan mỗi tháng. Ủa chị Hai, Long, chị Hai với Long vào chơi. À, không sao đâu chị Hai, nhà em chưa lau gì hết, chị Hai với Long cứ vào đi. À, chị Hai với Long cứ ngồi đi ạ. Ngồi, ngồi đi Long. Vài bữa nữa chị về thăm ba,
với dì em về chung với chị nha. Thiệt hả chị Hai? À, nhưng mà thôi chị Hai ơi, em còn bận việc làm nữa. Cái thằng này, làm thì nghỉ, chị xin việc khác cho em rồi. Nhưng mà... Đúng rồi đó cậu, má con nó tìm được việc làm tốt hơn cho cậu nhiều rồi đó. Chịu không? Ba má ơi, con về rồi đây. Ba ơi, má ơi. Ơi. Ba. Ủa. Chi? Thôi ba con mới về. Ba khỏe không ba? Ba khỏe. Ba ơi, má đâu rồi ba? Má còn đằng sau bếp á. Dạ, để con đi tìm má. Con ngồi xuống đi, rồi ba con mình nói chuyện. Không có thằng Hải ở nhà, dì con cực khổ hơn nhiều lắm. Con biết thằng Hải chăm sóc ba rất là chu đáo. Nó lên thành phố vừa làm vừa học, để sau này có điều kiện chăm sóc ba tốt hơn. Nghĩ cũng tội cho nó. Bây giờ ba chỉ mong cho nó có công ăn việc làm, vợ con đàng hoàng, coi như ba hết trách nhiệm. Thấy thằng Hải còn nhỏ mà biết chăm sóc cho gia đình, con vừa mừng. Chờ thấy mắc cỡ, bấy lâu nay con không có chăm sóc ba tử tế gì hết. Nếu mà không có gì với thằng Hải, không biết ba sống ở đây làm sao nữa. Không có gì đâu con, ông trời ông sắp đặt hết mọi thứ hả con. Thì con mới về. Chị mới về. Cái gì kỳ vậy? Sao tự nhiên hai người đứng hết trơn vậy? Ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Má, má ngồi đi má. Ngồi đi con. Chị nghe Hải nói, chị Hai nó lo cho nó công việc, chỗ ở, chị mừng lắm. Con cảm ơn dì lắm. Chuyến này về con muốn xin ba với lại xin dì cho con được lo cho thằng Hải học tới nơi tới chốn. À, chị Hai, em vừa học vừa làm được mà. Chị biết rồi, nhưng mà chị muốn em là toàn tâm toàn ý đi học. Có coi tôi là chị Hai không? À... Chị em biết đồng lòng với nhau như vậy á thì gia đình hạnh phúc lắm. Chị Hai của con đã nói như vậy rồi. Chị nghe lời chị đi, con có ăn có học, có công việc làm ổn định á thì ba mới yên tâm. Dạ, em cảm ơn chị Hai. Em hứa sẽ không làm chị Hai thất vọng đâu. Chị cảm ơn chị nhiều lắm. Cuộc đời mỗi người đều có số phận. Bà tôi tới dì qua cũng do số phận sắp đặt tôi với Hải, cũng như sự sắp đặt đó mà trở thành chị em. Nhìn Hải, tôi thấy mình thật tệ, thấy dai dứt khi nhận ra mình đã sai, khi đã lạnh lùng bỏ mặc mọi người trong thời gian thật dài, để cuối cùng mới chợt nhận ra tình ruột thịt là thứ luôn hiện hữu giúp mọi người kết nối và yêu